Nhằm hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp nắm bắt kịp thời chính sách thuế và giải đáp vướng mắc về thuế, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến chính sách thuế và đối thoại với người nộp thuế. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được Cục Thuế tỉnh giới thiệu nội dung một số chính sách thuế mới như nghị định của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ, nghị định sửa đổi bổ sung quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cục Thuế tỉnh cũng thông tin về một số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp năm 2022. Những vướng mắc của các doanh nghiệp liên quan đến chính sách thuế được Cục Thuế giải đáp thấu đáo.